Tao cấm mày qua lại với thằng tới con ông cây mới chưa? Nghe hàng xóm đồn là nó bị nghiện đấy. Mẹ cứ linh tinh, nó ngoan như thế, nghiện không? Nói chung tiếp xúc ít thôi. Vâng. Dọn thóc tiếp đi, tao bảo đặt lưng gái. Bà bóng đây Hiếu ơi. Mẹ tao đang ở nhà mày gọi to thế. Sao? Mẹ tao cấm chơi với mày. Ừ, linh tinh, tao làm gì mà cấm, tao có đi không? Đang dọn thóc. Bỏ đấy tí về đi Nam. Được không? Trốn tí thì về, sợ gì? Đang dọn thóc mà chúng mày định đi đâu? Con định nhờ thằng Tới vào dọn thóc cùng con cho nhanh. Chờ chờ cô ạ. Ừ, dọn xong đi. Đừng có nghĩ đến chuyện tạo phản. Tao vào đặt lưng cái. Mày rồi, mày bảo tao dọn thóc làm gì? Nó vào ra là ngừa lắm. Thế mày muốn về an toàn không? Vạch đi ra. Đây. Giảm hết cả da tay tao. Lỡ tay tí có thể kêu. Ngứa vai nè. Mình mày ngứa chắc. Nghe hàng xóm đồn nó bị nghiện đấy. Nếu cái này xong rồi bê đâu nhỉ? Bê ra kia. Mà mày dọn thóc nhanh cái tay cái chân lên. Tí nó mà mưa ướt hết là cho ăn vụt đấy. Vâng. Hiếu ơi đi nét đi. Cho chào cô ạ. Hiếu ơi, ảnh hôm qua tao gửi mày nét không? Có nét chứ. Cháu định rủ thằng Hiếu đi đâu đấy? À đâu, cháu định sang giúp cô dọn thóc cho nhanh thì mà. Được, cầm chúng mày đua đòi biết chưa? Bước ra khỏi cổng là tao chặt đấy. Bọn con đi đâu? Mẹ buồn cười. Đây đây, dọn chung với tao. Thóc nhà cô giòn quá. Đi trên hết không? Có, nhưng mà đi kiểu gì? Triển khai phương án 3. Ok. Thằng Hiếu vào kia lấy cân ra đây. Vâng. Hôm nay là cô phơi thóc buổi cuối, cô cân thử xem được bao nhiêu cân. Tới mới ra bê hộ cô cả. À dạ vâng ạ. Nào cô. Nặng lắm đấy nhá. Đi. Cái bao này 60 cân cô ạ. Thằng kia ghi vào. Mày đây bê tiếp hộ cô cả. À vâng. Ui, bởi bao nặng đấy. Chắc bao này 70 cân đấy cháu nhá. Trời, mày thấy tao hay không? Cách tao thì chả hay. Làm thì nét nhờ. Ok. Làm thì bún nha. Khỏi quá. Chị đẹp cho em 2 bát bún đặc biệt. Thêm 2 cân hành vào bún cho em nhá. Có ngay. Dọn bàn cho 2 thượng đế các em ơi. Bún đây các em dài. Bún em xin ạ. Đa tạ chị nhá. Chúc các chú ngon mõm nhá. Xong. Kìa, ăn xong rồi thủ tục đi, ngồi y ra đấy làm gì nữa. Đấy, bữa trước bố mày trả tiền rồi, bữa nay đi mà giả tiền chứ còn gì nữa. Đi, tao mang ví tiền đâu mà trả. Tao mang tiền đâu á. Đầy bụng chưa các em? Nó quá nhá. Nó quá. Của các chú là 2 bát bún với cả 2 cân hành, tổng là 320 nhá. Sang tiền hộ chị cả. thì em đã bảo em trả tiền mà thằng này nó cứ tranh của em thôi. Không thằng nào chịu nhường thằng nào ấy chị ạ. Tao đã bảo tao trả thì không nghe. Nên là bọn em tổ chức giải thi chị ạ. Đứa nào thắng thì đứa đấy trả tiền. Bọn em sinh viên bọn em thật thà lắm. Vâng, thật thà mà. Nhanh lên. À vâng. Có rồi, mày lên chạy thi với tao. Chạy thi chạy. Đây. Mày đứng đây. Ok. 3, 2, 1, chạy. Giời, anh em mình khôn phết. Nói đúng này, con nói to. Thế cuối cùng đứa nào thắng? Chị. Thanh toán cái nhờ. Chị không ở nhà bán hàng à? 320, nhanh lên. Thì bọn em sinh viên không có tiền mặt chị ạ. Chuyển khoản. Ôi nhờ, thanh toán đi. Được rồi, thế phải nhanh không? Cứ để chị phải nóng. À vâng, thằng này chạy thắng em mà. Chị đi nhá. Thượng nộ nằm ngang chị nhá. Anh em ra đây lâu chưa?
Mày không ở nhà dọn thóc ra đêm gì? Gì? Thóc với lúa thì kệ, tạt qua đây xem anh em tập luyện đâu rồi. Vẫn ok. Ném tóc của bóng gái. Mày đi về mà làm chứ còn gì nữa, đội tao đủ người rồi. Gì? Ghét thì nói thẳng một câu, tao không thích về đây. Về còn gì nữa, mẹ mày đến kìa. Gì? Không phải dọa, tao trốn nơi bị kín đây, mày tao biết không mặt. Ờ mẹ. Về, thóc thì không dọn mà mày thích bảo việc đeo bóng không? Con đà tí thôi à. Mày thích cãi không? Mày có về không? Hả? Mày có về không? Hả? Mày có về không? Vâng ạ. Về. Nhanh lên. Thượng lộ làm ngang nhá. Tưởng thế nào. Đồ ơi, đi nhanh đi. Đi chứ. Quay xe. Nay còn gì nữa. Đi nhanh lên, lên máy bây giờ. Hôm nay mẹ mày không đấm mày à? Mẹ tao đi chợ, tao mới dám trốn đi chứ. Hỏi thừa. Ui, ui mẹ mày kia. Ui, ui. Cháu là thằng Nam con ông Kênh đúng không? À vâng, cháu cùng thằng Hiếu nhà cô đấy. Mày định vào nhà cô rủ thằng Hiếu đi chơi à? Đâu, cháu có rủ đâu. Đây là thằng bạn cháu chứ phải thằng Hiếu nhà cô đâu mà. Thôi cháu cho cô, cháu đi nhá. Ủa mày thế, tí toang. Này nhà quán cũ nha, bố mẹ bao tất. Quán nào nhỉ? Cái quán gần cổng bệnh viện ấy. À, nhớ rồi. Tao quên rồi. Mẹ. Đang ngồi xe thằng Hiếu mày nhỉ? Mẹ ơi, tí nữa có mấy thằng nhõi con nó đến nó tìm con thì mẹ cứ bảo qua không có ở nhà nhá. Có gì mà kỳ thị chúng nó thế? À đây, nhà thằng Hiếu đây rồi. Đâu? Hiếu ơi! Hiếu! Ủa chúng nó đến rồi mẹ ơi. Có nhà không Hiếu ơi? Chào chào cô ạ. Các cháu. Người đâu mà trẻ thế, như gái 20. Thằng Hiếu nó ở trên phòng đấy. Hiếu ơi! Mở cửa ra hỏi chuyện cái. Hiếu ơi! Chắc nó không có trong phòng rồi. Không có ai trong phòng đâu. Mày vừa nói cái gì đấy? Đâu, nói gì đâu. Lâu lâu vào hỏi thăm bạn tí đi đâu mất. Đâu, tao định mở cửa mà. Bọn tao sang mượn 10 bộ quần áo đi đám cưới con Linh cái. Dê! 17 bộ quần áo đợt trước chúng mày mượn chưa trả đâu. Thì mai trả. Có thế tính toán kiệt nó vừa. Thằng này, shopping đi. Anh à, nhiều quần áo phết nhờ. Mượn phát thôi mai trả. Lúc nào mượn. Gì cơ, kiệt nó vừa. Bố mày kiệt đấy. Tao này không thèm mượn nữa bây giờ đấy. Ô, hai cái áo này đẹp phết nhờ. À được, tốt đấy. Mượn. Này, hộ không cần chúng mày tưởng tao bị đau họng à. Ghét thì nói thằng một câu, con mày đuổi khéo. Sao, thích đấy. Thèm vào, thằng kia lấy quần áo tao đi về. Chắc bố mới cần. Thèm vào. Về hộ gái. Chào chào cô ạ. Em chào chị ạ. Hai đứa đi đâu mà sang chảnh thế? Em đi về ạ. Ui, để văn này về tao bị niệm rồi. Ông rút này cứ xí diện. Tao tự tin là để văn rồi hai con vợ. Sao? Bố mới thích thế. Để vào chiếc thuyền ngoài xa dậy đỉnh đạch. Cày thế nhở. Thí sinh đầu tiên là kìa anh em. Vỗ tay đi anh em. Còn được bài không em? Không, anh em nắm bực đấy, không phải vỗ tay đâu. Cái gì? Vỗ to rồi đó. Anh em, mạnh lên. Thôi, bỏ ra. Thôi, đi về thôi. Mày không phải cản tao. Được. Thôi đi về. Chúng mày lên đi. Ôi giời ơi. Đỡ hộ bố mày cái. Né hộ cái. Ok mày thủ đi. Vào. Vào.